bạn đến với Mimin Tarot. Và ngày hôm nay thì mình đem đến chủ đề đó là công việc tài chính tháng 5 của các bạn có cái thay đổi gì nhá. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng có 3 tụ bài như mọi hôm. 1, 2, 3. Hãy chọn cho mình một tụ bài khiến bạn cảm thấy bị thu hút nhất. Vậy là cũng lại sắp hết tháng 4 rồi, cho nên mình sẽ bắt đầu làm dự đoán cho tháng 5 ở đây. 1, 2, 3. Với câu hỏi đó là công việc tài chính tiền bạc của các bạn trong tháng 5 sẽ có thay đổi gì? Và chúng ta sẽ đến với số 1 nhé. Xin chào các bạn, đến với tụ bài đầu tiên. Đây là trẻ bé chung, chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất nhé. Và không phải lúc nào các bạn cũng sẽ nhận thông điệp đúng hoàn cảnh của các bạn. Với câu hỏi đó là công việc tài chính tháng 5 của các bạn có thay đổi gì, thì mình thấy cái tụ bài này là một tụ bài khá đẹp về mặt tài chính tiền bạc cho các bạn nhá. Ok, bây giờ mình sẽ phân tích từ từ. Thật ra thì mình thấy trong cái tháng 5 này của các bạn, các bạn cũng có những cái khó khăn cần phải giải quyết, hoặc là ở ngay cái thời điểm hiện tại mình thấy là các bạn có khá là nhiều cái trục trặc, cái khó khăn ở trong cái phần công việc của các bạn. Tuy nhiên, cứ yên tâm, mình thấy rằng là các bạn sẽ tìm ra được cái phương thức, phương cách để có thể giải quyết được cái khó khăn mà các bạn đang gặp phải ở đây. Thêm vào đó, mình thấy bạn sẽ nhận được sự trợ giúp từ một người đàn ông, có thể là sếp của bạn. Người này thuộc cung khí và bình thiên bình song tử, hoặc là họ thuộc các cái cung, tức là các cái cung nhà của họ ấy, thuộc cái năng lượng khí trong lá số của họ thì cái phần khí trội hơn chẳng hạn. Thì mình thấy rằng là mình thấy có thể trong tháng 4 không phải là một cái giai đoạn dễ dàng gì với các bạn. Tuy nhiên thì mình thấy trong tháng 5 này mọi thứ sẽ bắt đầu có những cái thay đổi, với cái làn gió đem cái sự thay đổi này đến với các bạn. Thì ở đây có một cái lời khuyên dành cho các bạn, đó chính là hãy lạc quan lên. Bởi vì mình thấy trong tháng 5 này mọi thứ nó sẽ khá thuận lợi với các bạn, đặc biệt những bạn liên quan đến buôn bán này, hay là hợp đồng này. Đó, mình thấy là có những bạn có thể các bạn sẽ được ký hợp đồng, sẽ được có một cái cam kết gì đấy khá là chặt chẽ và mạnh mẽ ở trong cái phần công việc của các bạn. Có những bạn thì đang thử việc thì có thể sẽ được ký hợp đồng chính thức này. Có những bạn thì có thể là các bạn liên quan nhiều đến cái mặt hợp đồng á, doanh số vân vân mấy, mình thấy có thể các bạn cũng sẽ chốt được nhiều đơn đấy, kiểu như vậy. Thì mình thấy rằng là ấy, còn đâu có thể là sẽ có một vài cái thời điểm trong cái tháng 5 này mọi thứ nó không được thuận trèo mát mái lắm cho với các bạn, thì cũng không quá là phải bận tâm lắm đâu. Mình thấy rằng là cái việc của các bạn thật cần làm vào cái thời điểm khó khăn đó ấy, đó chính là hãy thật là bình tĩnh mà đừng cố gắng kiểm soát mọi thứ bằng cái sự hoang mang của bản thân, mà là hãy sử dụng cái sự bình tĩnh khôn ngoan của bản thân để có thể đưa ra những cái cách. Mình thấy là bạn tìm được những cái cách, những cái chìa khóa để mở những cái cánh cổng, những cái khó khăn trong cuộc sống của các bạn. Và yên tâm là bạn cũng sẽ được hỗ trợ và trợ giúp này. Với nhiều bạn đang tìm công việc, mình thấy có thể các bạn cũng sẽ tìm được cái công việc thích hợp với các bạn trong cái tháng 5 này. Vì mình thấy có liên quan đến cái phần hợp đồng cam kết gì đó đây này. Đó, hợp đồng cam kết gì đó đây. Và mình thấy là vũ trụ có một kế hoạch dành cho các bạn rồi. Thế cho nên đôi khi những cái khó khăn nó chỉ giống như là những cái gia vị trong cuộc sống thôi, nó đang nêm nếm vào trong cuộc sống các bạn và khiến cho cuộc sống các bạn kịch tính hơn mà thôi. Chứ còn êm đềm mãi thì lại cảm thấy nhàm chán, đúng không? Và thật ra thì lửa thử vàng, gian nan thử sức mà. Chúng ta phải trải qua những cái khó khăn vấp ngã đó thì chúng ta mới có thể trở nên mạnh mẽ, trở nên trưởng thành hơn. Và thay vì chúng ta trách móc nó, chúng ta biết ơn nó nhá. Và mình thấy bạn cứ lạc quan lên. Ở đây có yes thì mình thấy là giống như vũ trụ đang bật đèn xanh cho các bạn rất là nhiều. Còn về mặt tiền bạc tài chính, vì sao mình bảo là khá là tốt, nếu riêng đã nói về mặt tiền bạc tài chính trong tháng 5 của tụ bài số 1, đấy là các bạn nên vừa có Ten of Pentacles, vừa có cái sự phồn thịnh, cái sự thịnh vượng ở đây. Thì mình thấy là cái phần tiền bạc thì các bạn có lẽ là sẽ không phải suy nghĩ quá nhiều đâu. Bởi vì mình thấy có thể các bạn sẽ, cái năng suất làm việc của các bạn ấy, với những bạn nào mà kiểu như chạy doanh số, hay là kể cả buôn bán, hay là làm bất kỳ một cái công việc gì, thì mình thấy là cái số lượng tiền vào với các bạn ấy cũng khá là dồi dào và đầy đủ. Ten of Pentacles các bạn, 10 xu đấy các bạn. 10 xu là cái trạng thái đầy đủ nhất ở trong những cái bộ tiền rồi, cái bộ tiền bạc tài chính đây rồi. Và với cái sự phồn thịnh ấy thì mình thấy là mọi thứ sẽ rất là tốt, phát triển sẽ rất là ổn với các bạn. Còn đâu tất nhiên mình thấy cũng có khó khăn chứ không phải là không. Nhưng mà cho dù có khó khăn thế nào, mình thấy bạn cũng có thể đè bẹp hết được à, bạn cũng có thể giải quyết được à. Nên đừng quá là lo lắng nhá, hãy lạc quan lên. Vũ trụ có kế hoạch cho các bạn. Mình thấy nếu như bạn gặp khó khăn ấy, đừng quá là chống đối hay chống cự một cái tình huống nào đó nó quá sức. Tìm cách giải quyết sao cho nó êm đẹp nhất và nhẹ nhàng nhất có thể. Và đây cũng có một lời khuyên dành cho các bạn, khi bạn cảm thấy căng thẳng ấy, có thể sử dụng âm nhạc như một cái liệu pháp để healing, để có thể kết nối cũng như là
thư giãn hơn nhé. Mà tiền bạc tài chính của bạn rất là dồi dào đấy, sự phồn thịnh hưng thịnh hay nữa. Mình thấy các bạn sẽ suy nghĩ hơi nhiều trong cái tháng này. Có thể là khi mà các bạn vướng phải những cái khó khăn ấy, thì các bạn sẽ ngồi suy nghĩ và có thể là sẽ nghĩ ra những cái việc gì đấy để mà làm theo kiểu như là chống đối ấy. Và thật ra khi mà chúng ta có cái sự hoang mang ở bên trong á, thì chúng ta thường có cái xu hướng hành động gọi là nó mang cái cảm tính quá nhiều, nó thiếu đi cái tính thực tế, cũng như là nó tức là nó không sạc suốt đấy, kiểu như thế. Mình thấy các bạn suy nghĩ rất là nhiều đây vì là sinh cờ ở đây, nhưng mà hãy lạc quan lên. Có thể thời điểm này, hoặc là thời điểm mình nghĩ là thời điểm này, hoặc là thời điểm đầu tháng mọi thứ nó chưa được suôn sẻ với các bạn, thì hãy biết rằng là rồi sẽ đến lúc mọi thứ nó trở nên tốt hơn và cải thiện tốt hơn với các bạn. Các bạn đây có Milk and Honey nữa này, tức là các bạn sẽ đắm chìm trong sự ngọt ngào, trong sự ngọt ngào, đắm mình trong sự ngọt ngào, sự vui vẻ, hạnh phúc. Mình thấy về mặt công việc của các bạn ấy, nó sẽ khởi sắc lên rất là tốt trong tháng này. Đừng quên ngồi lại với bản thân, kết nối sâu sắc hơn với bản thân và cho mình cái thời gian nghỉ ngơi nữa nhé. Các bạn có lá, một cái lá bài về con gió nữa. Vì mình thấy rằng là có thể ngay thời điểm này, khi các bạn nghe cái thông điệp này, các bạn cho rằng là cái tình huống của mình rất là khó để có thể lật ngược được. Thế nhưng mà có thể đang gặp khó khăn á, thì mình thấy rằng là những cái ngọn gió này nó sẽ đem đến cái sự thay đổi mà các bạn không thể ngờ tới được. Nó sẽ có thể dẫn dắt bạn đi lắt léo một cái đường nào đấy, một cái kế hoạch nào đấy mà các bạn không ngờ được, với sự trợ giúp của một ai đó. Hoặc nếu như không có thì cái người cung khí kia có thể là chính các bạn nhá. Tức là một mình bạn đương đầu, một mình bạn làm được. Mình thấy là các bạn làm được. Và sẽ có sự khởi sắc, sự thay đổi ở đây, để đem đến cho bạn cái Ten of Pentacles, cũng như là cái sự phồn thịnh, cái sự thịnh vượng về cái mặt công việc, tài chính, tiền bạc của các bạn. Khi mà mọi thứ chưa đến hồi kết thì chúng ta chưa biết trước được điều gì mà, đúng không? Mọi thứ vẫn còn diễn biến, bởi vì trong cái quá trình này các bạn cứ xem một bộ phim và xem, nó phải có cái phần nút thắt kịch tính, có những lúc hiểu lầm, có những cái lúc mà cảm thấy là nó rất là khó gỡ. Nhưng mà đến cuối cùng thì khi mà bộ phim đúng, tất cả mọi thứ nó cũng sẽ dần dần được tháo gỡ từng nút thắt một, để có thể đi đến cái kết chứ, đúng không? Làm sao mà cứ dài mãi được, dài như cô dâu 8 tuổi thì cũng phải có kết. Thế là cứ yên tâm với cái tụ bài này. Tốt, tụ này là một tụ đẹp đấy. Tại vì căn bản là khi mà chúng ta gặp khó khăn á, chúng ta có cách để mà giải quyết, thì đấy cũng đã là một cái may mắn rồi. Tụ số mấy đấy nhỉ? Tụ số 1. Tụ số 1, thông điệp cho tụ số 1, listen to music. Một lá nữa về âm nhạc. Mặc dù là hỏi về tài chính tiền bạc, nhưng ở đây đang nhắc nhở các bạn về cái phần bên trong của các bạn, tức là các bạn cần phải thư giãn nhiều hơn, cần phải lạc quan nhiều hơn và có thể nghe nhạc để có thể giảm tải những cái áp lực, cái stress trong công việc của các bạn có. Mà mình thấy là nếu như mà có ai đó đưa đến cho bạn cái sự giúp đỡ ấy, hãy đón lấy nó. Hãy đón lấy nó thì họ mới có cái cơ hội giúp đỡ các bạn được. Các bạn đây có say yes này, hai là yes đấy, thì mình thấy là vũ trụ sẽ bật đèn xanh cho các bạn rất là nhiều. Những bạn nào đang tìm việc, có thể đầu tháng rất chật vật, nhưng mà rồi các bạn sẽ tìm được một cái công việc như các bạn mong muốn. Và các bạn vẫn luôn được an toàn ở trong cái tình huống này, trong cái tình huống mà có thể là đang có những cái vấp váp, những cái khó khăn này, các bạn vẫn luôn được an toàn. Và đừng quên dành thời gian nghỉ ngơi cho bản thân nhé. Mình thấy có thể các bạn sẽ suy nghĩ khá nhiều ở một cái giai đoạn nào đó trong tháng 5, và nó khiến cho các bạn rơi vào cái trạng thái hơi stress một tí, thì dành thời gian để nghỉ ngơi về nhà với bản thân của chính các bạn. Ok, xem nào, xem còn thông điệp gì cho các bạn không nhỉ. Tụ số 1 nhá. Tụ số 1.
À, cái lá bài này là bài con nhện. Các bạn biết là đặc tính của nhện đúng không? Con nhện trăng tơ mà đúng không? Con nhện răng tơ. Nó thể hiện cho cái việc đấy là hãy kiên nhẫn và hãy chăm chỉ với cái công việc mà các bạn làm. Thì những cái gì mà bạn bỏ ra ấy, nó sẽ được đền đáp một cách xứng đáng nhá. Đó là tụ bài số 1. Chúng ta sẽ cùng đến với tụ bài số Chào các 2. bạn. Đến với tụ bài số 2, đây là trẻ bé Trung. Chính vì vậy đón nhận thông điệp này một cách thật là cởi mở nhất. Và không phải lúc nào các bạn cũng sẽ nhận thông điệp đúng với hoàn cảnh của các bạn. Với câu hỏi đó là công việc tiền bạc tài chính tháng 5 của các bạn có thay đổi gì, thì mình thấy là trong cái tháng này á, mình thấy là có thể các bạn sẽ nhận được một cái tin nhắn nào đó, một cái thông tin nào đó, tin nhắn thư từ nào đó nói về cái việc, cái nội dung của cái tin đó ấy, nói về cái việc đấy là có thể cái công việc của các bạn hoặc cái tài chính của các bạn ấy, nó đang có cái dấu hiệu của cái việc đấy là nó bị kiểu như là bị ăn mòn, bị ăn dần dần á. Kể cả trong công việc của các bạn, mình thấy là có thể là nó có những cái áp lực và nó hàng ngày hàng giờ nó đang bào mòn cái cuộc sống của các bạn, nó đang bào mòn cái tinh thần của các bạn. Thế là mình cảm thấy có một cái sự bào gì đấy, có một cái sự bào gì đấy. Tiền thì có thể là cũng khá là thậm hụt ở trong cái giai đoạn này. Thì mình thấy là các bạn cảm thấy khá là buồn bã, mệt mỏi, suy nghĩ rất là nhiều và áp lực rất là nhiều về mặt tiền bạc, công việc, tài chính. Thì cái điều mà mình thấy ở đây á, đó là mình thấy dường như các bạn sẽ phải đưa ra một cái cú chốt hạ nào đó liên quan đến cái việc kết thúc một cái điều gì đấy ở đây. Có thể đó chính là cái kết thúc cái giai đoạn ăn mòn này đi, cái giai đoạn mà nó mang cái tính là các bạn nhận ra rằng là à, có thể là cái khoảng thời gian vừa qua mình đã tiêu quá nhiều tiền, hoặc bạn nhận ra được rằng là cái công việc này nó đã bào mòn bản thân mình quá là nhiều, và mình mới thực sự nhận ra rằng là cái đam mê, cái thực sự mong muốn của mình nó là cái gì. Và mình thấy ở đây á, có thể bạn đã kiên nhẫn với cái tình huống này rất là lâu rồi. Các bạn cho rằng là mình chỉ cần chờ thêm thôi, qua một chút khó khăn này nữa thì các bạn sẽ cảm thấy thảnh thơi hơn, cảm thấy thoải mái hơn. Tuy nhiên thì có thể là do dòng đời xô đẩy rồi tất cả mọi thứ xung quanh nó tác động á, thì mình thấy là nó có một cái sự ăn mòn mà giống như là nó đã mất một khoảng thời gian để có thể cho ra cái kết quả cái thời điểm hiện tại rồi. Có thể là trong công việc hoặc là trong tiền bạc ấy, tiền bạc này có thể là các bạn cứ chi tiêu mà nó cứ thậm hụt dần á, có thể là không để ra được, hoặc là công việc thì nó có áp lực, nó bào mòn bạn và nó khiến bạn cảm thấy mất hết cái sức sống đó. Thì mình thấy bạn cần phải đưa ra một cái sự chốt hạ nào đó ở đây về cái việc đấy là bạn có thực sự ở lại được trong cái tình huống này hay không. Và mình thấy là dường như khả năng không cao là các bạn sẽ ở lại đâu, các bạn sẽ không không ở lại đâu, mà có thể là các bạn sẽ chọn một cái cách nào đó để có thay đổi cái tình huống của thời điểm hiện tại. Có thể là thay đổi môi trường làm việc, hoặc chính các bạn là cái người đề xuất với sếp hoặc là với cái môi trường làm việc các bạn rằng là tôi không muốn bị như thế này nữa. Nếu như tôi bỏ ra nhiều công sức như vậy thì tôi thực sự xứng đáng với cái mức lương tốt hơn, hoặc là xứng đáng với những cái cơ hội tốt hơn ở trong công việc. Đó, mình thấy tức là giống như là các bạn sẽ phải có một cái sự thay đổi so với trước đây. Các bạn không ì mãi được đâu. Nếu như các bạn cũng đang ở trong một cái giai đoạn ì nào đó, thời gian đang bào mòn các bạn á, rồi là cái sự lười biếng nó đang bào mòn các bạn á, các bạn phải thay đổi thôi. Bởi vì đến cuối cùng các bạn sẽ nhận ra rằng là cái tình huống đó nó không lành mạnh và nó không đem đến cho bạn cái sự dồi dào về mặt tiền bạc tài chính, tinh thần của các bạn cũng chẳng vui vẻ. Vậy thì tại sao? Mình giống như các bạn cứ cố ở lại để chờ một cái điều gì đó nó thay đổi. Nhưng mà các bạn phải biết là cái thay đổi này nó phải đến từ chính bản thân của các bạn nhé. Nếu tư tưởng của bạn không thay đổi, cái cách làm việc của các bạn không thay đổi, và các bạn không nhận ra là mình cần phải khác đi điều gì á, chả có sự thay đổi nào sẽ đến với các bạn cả. Mà cho dù nó có tới với các bạn cũng chẳng nhận ra, và các bạn cũng không trân trọng nó. Thì mình thấy đây các bạn chắc cần một số trường hợp có thể là các bạn sẽ phải bỏ đi hết để làm lại từ đầu kiểu như thế à, để chẳng lợi gì nhau đấy. Nên là có thể các bạn sẽ bắt đầu một hành trình mới, và mình thấy các bạn có đủ sức mạnh để có thể làm được điều này. Thế cho nên là đừng sợ hãi, chần chừ hay lùi lại. Có những bạn nó giống như là cái kiểu các bạn đang ở trong cái vùng an toàn của bản thân ấy, nhưng mà cái vùng an toàn đấy của các bạn mình thấy cũng chả an toàn. Nó là một cái vòng tròn các bạn tự vẽ ra, và trong đó có thể công việc tài chính tiền bạc ấy nó chỉ ở mức tàng tàng thôi, vừa hay đủ thôi, co kéo đủ thì nó vừa đủ thôi. Thì bây giờ nó giống như là đang có một cái sự thúc đẩy, thúc giục về cái việc đấy là bạn cần phải thoát ra khỏi cái tình huống này, làm thế nào đó để có thể giải phóng bản thân mình ra khỏi cái vòng tròn an toàn của bản thân. Có những bạn hỏi mình rằng là thế bây giờ câu chuyện nó là như vậy, câu chuyện của bạn đấy nó là như vậy,
Thì làm như thế nào để có thể thoát được? Không ai có thể chỉ cho bạn được cái cách đó. Bạn phải tự tìm cách. Bạn phải tự tìm cái cách đó. Mình không phải là nhà tư vấn đầu tư tài chính hay là các thứ để có thể hướng dẫn các bạn một cách chi tiết được. Và bởi vì mỗi một con người lại có một cuộc sống khác nhau, có một hành trình khác nhau, bạn phải tự trải nghiệm thì bạn mới có kinh nghiệm chứ, đúng không? Bạn cứ kiểu như là bạn cứ nghĩ đi, nếu như mà bạn đi học và người khác làm bài hộ bạn á, bạn sẽ không bao giờ biết làm bài toán đó. Thì đây cũng là một bài toán với các bạn. Việc của các bạn là giải nó và tìm ra đáp án. Và từ đó thì các bạn xây dựng một cái cuộc sống tốt hơn về mặt công việc, tài chính, tiền bạc nhà, đúng không? Thêm vào đấy nữa thì mình thấy rằng là cái thứ nhất là có thể các bạn hơi chú ý một chút về mặt ngoại hình của các bạn. Có thể bạn đổ rất nhiều tiền về mặt ngoại hình của các bạn, thế nhưng mà cái bên trong của các bạn thì mình thấy là nó, tức là bạn chỉ làm như thế để bạn khỏa lấp đi cái chỗ trống bên trong của các bạn thôi. Đó, thì cái việc đấy là các bạn cần phải nhìn nhận. Và mình thấy là các bạn cần phải xem xét cái cảm xúc của mình là tại sao mình lại luôn cảm thấy như thế trong cái môi trường này, trong cái tình huống này. Và nếu như nó không thoải mái thì hãy tìm cách để cải thiện thôi, đúng không? Chìa khóa nằm ở bạn, quyền quyết định là ở bạn, và bạn cũng có đủ sức mạnh để có thể thay đổi được cái tình huống này. Tụ số mấy đây nhỉ? Tụ số 2. Mình cứ hay bị quên tụ lắm mọi người ạ. Kiểu nói xong trong đầu mình nó chạy nhiều chữ quá. Phải nói ngay không có là sẽ quên. Mình thấy giống như là cái thời điểm nó cũng đã đang đến gần rồi. Bạn phải đưa ra một cái sự chốt hạ để thay đổi mà thôi. Regeneration mình bảo là giống như kiểu bỏ đi hết làm lại từ đầu đúng không? Đó giống như là bạn cần phải có một cái sự hồi sinh đi. Cần có một cái sự khác đi đi. Đó, thì có những bạn ở đây á, có những bạn ở đây có thể là các bạn đang ở trong một cái tình huống mà nó rất là tồi tệ. Tồi tệ mà các bạn không biết làm như thế nào để có thể thoát ra được, và thêm vào đó thì cái tinh thần của bạn nó rất là đi xuống. Bạn giống như là không có động lực để mà tiến lên phía trước ấy. Đó kiểu như thế. Nhưng mà bạn hãy nhớ là bạn hoàn toàn có đủ sức mạnh, và sức mạnh đó nằm ở bên chính bên trong của các bạn. Hãy mạnh mẽ lên để có thể thực hiện được cái điều này. Tụ số 2. Số 2. Ok. Có những bạn thì các bạn đang có thể các bạn đã bắt đầu nghĩ đến cái việc theo đuổi cái giấc mơ của các bạn rồi. Cái giấc mơ, cái mục đích mà cái điều mà các bạn thực sự khao khát và mong muốn ấy, mà trước đây có thể là các bạn đè nén ấy, thì mình thấy là các bạn sẽ được hướng dẫn và hãy tin tưởng vào cái giấc mơ đó. Mình thấy giống như là mình có cảm giác giống như là các bạn đang ở trong một cái vũng bùn lầy, và các bạn cảm thấy là mình là nạn nhân của mọi thứ ấy. Thế nhưng mà thực sự thì có mọi thứ nó đều có thể cải thiện và trở nên tốt hơn. Cố gắng lên. Và như mình đã nói, đây cũng là một bài toán của các bạn. Cái việc các bạn cần làm là phải đi giải nó. Mình thấy là không không có ai có thể giải cho các bạn đâu. Nhưng mà cố gắng lên. Nếu như bạn vượt qua được cái giai đoạn này thì cái giai đoạn sau của các bạn ấy, vừa các bạn đây vừa có miracle này, vừa có open heart to joy này, và thêm vào đó đây có cái lá the unicorn này, nói với cái việc đấy là mọi thứ nó sẽ chuyển hướng theo cái hướng là tốt đẹp hơn cho các bạn. Nó sẽ giống như là những cái điều may mắn cho các bạn ấy nó còn đang chờ các bạn ở phía trước. Thế nhưng mà thời điểm này không phải là một thời điểm mà tốt đẹp gì, nhưng nếu bạn có sức mạnh và quyết tâm có thể vượt qua cái vũng bùn lầy đấy thì giống như là vũ trụ vẫn đang dang rộng tay ra và chờ đón các bạn ở phía trước, giống như đang dọn đường sẵn cho các bạn rồi. Chỉ là giống như là các bạn cứ tưởng tượng giống như là một người mẹ dìu đứa con của mình ấy tập đi ấy. Đó, tập đi ấy, thì nó cũng phải tự bước đi những cái bước đi của nó chứ. Và vũ trụ mang mang cái tính chất là dìu dắt các bạn thôi, chứ còn vũ trụ không thể đi hộ bạn được. Đó, thế cho nên là cố gắng lên nhá. Về tài chính tiền bạc thì mình thấy là như mình đã nói là nó cũng khiến các bạn khá là phiền muộn. Tuy nhiên tình huống này không
không có nghĩa là không cải thiện được, nó cải thiện được. Thì hãy đầu tiên hãy bắt đầu từ chính cái sự thay đổi trong suy nghĩ và tư tưởng của các bạn đi đã nhá. Đó là tụ số 2, chúng ta đến với số 3. Xin chào các bạn, đến với tụ bài số 3 thì là trẻ bài chung. Chính vì vậy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất, và không phải lúc nào các bạn cũng sẽ nhận thông điệp đúng với hoàn cảnh của các bạn. Với cái câu hỏi đó là công việc, tài chính, tiền bạc của các bạn trong tháng 5 sẽ có thay đổi gì, thì đối với cái tụ bài số 3 này nó khá là đặc biệt, bởi vì đã di chuyển chỗ để trải bài ấy mọi người. Ok, đối với tụ này thì điều đầu tiên mà mình thấy ở trong tháng 5, phần công việc của các bạn đó chính là sẽ có những cái sự thay đổi khá là nhanh diễn ra, và nó rất là bất ngờ, nó mang tính những cái cú bẻ lái mà các bạn không lường trước được ấy. Giống như là một giây trước, một khoảng thời gian trước hay là hôm trước, mọi chuyện có vẻ nghe vẻ rất tồi tệ, thì ngay ngày hôm sau mọi thứ nó đã có cái chuyển biến khác rồi. Nó giống như kiểu là một bộ phim mà có drama cú twist ở cuối. Thì mình thấy là cái công việc của các bạn trong cái tháng này nó mang tính như vậy, nó sẽ chuyển biến rất là nhanh. Và mình thấy là có những thứ mà các bạn cảm thấy không hài lòng ở thời điểm trước ấy, mình thấy dần dần các bạn sẽ nghiệm ra được rằng là ở trong cái công việc của các bạn ấy, vì sao, cái lý do vì sao nó lại diễn ra như vậy. Và thật ra nó là một cái hidden gift, tức là nó là một cái món quà bị ẩn giấu gửi tặng đến bạn. Tức là sao? Tức là có những thứ nó không tốt, nó khiến bạn buồn, hoặc là nó dẫn đến cái sự kết thúc ở trong công việc, hoặc là nó không như ý của các bạn ấy. Thật ra chỉ để hướng bạn đến một cái kết khác tốt đẹp hơn mà thôi. Đi đến một cái con đường mới, một cánh cửa mới tốt đẹp hơn mà thôi. Có kết thúc thì cũng sẽ có khởi đầu mới trong chính cái công việc của các bạn. Thì mình thấy rằng là cái thời điểm trước có vẻ là một thời điểm mà nó khá là ảm đạm với các bạn. Và mình thấy là kể cả cái khoảng thời gian đầu của tháng 5 ấy, các bạn cũng có thể sẽ có những cái cãi vã, có những cái vấn đề, nhưng mà mình thấy nó sẽ được giải quyết rất nhanh chóng, một cách rất là nhanh. Thêm vào đó mình thấy là cho dù các bạn gặp khó khăn gì, các bạn cũng sẽ phục hồi rất là nhanh ở trong cái giai đoạn này. Và cái giai đoạn này là cái giai đoạn rất là thích hợp để các bạn bắt đầu một cái chu kỳ mới, một cái giai đoạn mới ở trong công việc của các bạn. Có những bạn thì có thể là các bạn định làm cái gì đó mới thì rất là thích hợp nhá. Ra làm riêng này, rồi là kinh doanh này, bán hàng online này, hay là bất kỳ một cái điều gì đấy, thì mình thấy là cái thời điểm này là một thời điểm rất là thích hợp, perfect timing, và một cái new cycle, một cái chu kỳ mới đang đến với các bạn. Và mình thấy là nhất là những cái bạn nào mà có ý định làm riêng á, thì mình thấy là các bạn là cái người có cái khả năng lãnh đạo, làm chủ mọi thứ rất là tốt đó. Và mình thấy các bạn trong tháng này rất hừng hực khí thế để mà làm việc, để mà tích lũy rồi vân vân và mây mây cho cuộc sống của các bạn. Và các bạn cũng rất là tập trung vào công việc, hừng hực làm nó với rất là nhiều cái đam mê, mong muốn ở đây. Và mình thấy rằng là bạn ấy, cái thời điểm tháng 5 này các bạn sẽ nhận ra lý do vì sao mọi thứ trước đây nó lại diễn ra như vậy. Nó dẫn bạn đến cái con đường này. À, nó giống như là nó để bạn tìm ra được cái thứ thực sự mà bạn yêu thích, bạn mong muốn. Chứ nó không phải là để hại bạn, nó là để make you, chứ không phải là để break you. Tức là nó để khiến bạn tốt đẹp hơn, chứ không phải là để phá hủy bạn. Thì cái này á, nó đúng là một món quà bị ẩn giấu. Và bởi vì nó ẩn giấu cho nên ngay từ ban đầu chúng ta không thể biết được nó tốt như thế nào. Chỉ đến khi mà các bạn đã hiểu hơn cái chặng hành trình mà các bạn đi qua thì các bạn hiểu được điều này. Và mình thấy là các bạn sẽ tỏ lòng biết ơn ý. Và các bạn thực ra thì càng ở trong cái trạng thái biết ơn bao nhiêu thì nó lại càng tốt cho các bạn bấy nhiêu. Tháng này mọi thứ sẽ tiến triển rất nhanh chóng. Và mình thấy các bạn rất hừng hực khí thế, rất là nhiều cảm xúc, rồi mong muốn thực hiện ngay cái dự định hay mong muốn mà các bạn thực hiện ở đây. Có những bạn nào mà đang tìm việc thì rất có thể là rất có thể là các bạn trượt ở cái chỗ này, thế nhưng mà các bạn lại ngày hôm trước thì buồn vì trượt ở cái chỗ này, ngày hôm sau thì lại nhận được cái lời nhận từ một cái chỗ khác đó. Tức là mình cảm thấy nó mang cái tính chất là quay ngoắt rất là nhanh, bước ngoặt rất là nhanh mà các bạn không lường trước được ý. Bây giờ mình sẽ rút thêm bài nhá, để xem kỹ hơn về mặt tiền bạc tài chính của các bạn. Bạn là một người có khả năng lãnh đạo đấy, rất là tốt. Nếu như nó có ồn hơn thì mọi người thông cảm nhé, tại vì cái chỗ này nó hơi ồn một xíu. Ok, với cái tụ bài này thì wow, mình thấy là dường như là một cái mong muốn nào đó của các bạn ấy rất có thể sẽ trở thành hiện thực. Bạn nào đang chờ việc nhá, nhiều khi các bạn sẽ được nó. Tức là nhiều khi các bạn cảm thấy mình chắc là mình không được ấy, trượt rồi ấy, thì đến cuối cùng là lại được.
nó có cái xu hướng là diễn ra một cách rất là bất ngờ đấy. Cụ thể hơn nữa nha. Tháng này cũng có thể sẽ có những cái cãi vã. Tuy nhiên thì khi mà những cái cãi vã này nó tới thì như mình đã nói là nó cũng sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng thôi. Cho nên là bạn không được gì mà phải quá là xoắn đâu nhá. Cụ thể hơn về mặt tài chính tiền bạc sao? Và đây là một thời điểm rất là thích hợp để mà các bạn làm điều mà các bạn mong muốn. Giống như là thời điểm nó đến rồi thì mình cứ làm thôi. Đó. Thời điểm thích hợp nó đã tới rồi, mọi thứ sẽ xuôi dòng thôi. Đó. À, mình thấy là có một cái gì đấy nó đã đi đến hồi kết ở đây trong quá khứ. Và mình thấy trong tháng 5 này nó sẽ đi đến hồi kết. Nếu như trước đây nó là một cái khoảng thời gian khó khăn, mình thấy nó sẽ đi đến hồi kết để cho các bạn một cái chương mới, một cái cycle mới ở đây. Đấy, rất là nhiều tín hiệu rất là tốt ở trong cái tụ bài này. Thế cho nên là đừng có xoắn nha. Tụ số 3. Mình thấy là cái vấn đề tiền bạc của các bạn ấy thì bắt đầu cái khoảng tháng 5 này là bắt đầu nó mới có những cái khởi sắc, thì nó sẽ chưa thể đem đến cho các bạn một cái sự dồi dào ngay và luôn đâu. Nó sẽ cần một quá trình. Thế nhưng mà mình thấy đây là một cái bước đầu tiên, nó mang tính chất thành công rồi. Cho nên là cái việc mà tài chính tiền bạc của các bạn ấy, nó sẽ tốt lên theo thời gian mà thôi. Còn đâu trong tháng 5 thì mình thấy là nó cũng sẽ vẫn giữ ở cái mức của thời điểm hiện tại. Thêm vào đó nữa, đấy là mình chỉ cảm thấy có một cái điều rất là mạnh mẽ ở đây ý. Đấy chính là các bạn sẽ rất là mạnh mẽ tiến lên phía trước với cái sức mạnh của bản thân, với cái sự quyết tâm của bản thân, tức là chiến tới cùng, đấu tới cùng đấy, kiểu như thế. Xem còn thông điệp gì cho các bạn không nhé. À, mình thấy có thể các bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ đến từ một người nữ nào đó. Người này là một cái người mà họ có cái gì nhở, về mặt tiền bạc tài chính ý, họ có khả năng về mặt tiền bạc tài chính. Có thể họ sẽ là cái người giúp đỡ các bạn. Họ là người có kinh nghiệm về mặt công việc tài chính, cho nên là có thể bạn sẽ là cái người tham khảo họ. Đối với tụ bài số 3 thì sao? Mình thấy rằng là các bạn sẽ dần dần thoát khỏi được cái tâm trạng khá là mệt mỏi trước đây, mà có thể là mọi thứ, khá nhiều thứ tồi tệ đến với các bạn ở cái thời điểm trước. Thì mình thấy là các bạn sẽ dần dần thoát khỏi được. Các bạn sẽ về nhà với bản thân và các bạn rất là dũng cảm để thoát ra khỏi cái vòng tròn an toàn của bản thân, để làm một cái điều gì đó mà trước đây các bạn chưa dám làm. Hoặc là các bạn cảm thấy cái thời điểm thích hợp nó chưa tới, thì đến bây giờ trong tháng 5 này bạn sẽ bắt đầu thực hiện được cái điều này. Ok. Không biết là cái tiếng xe nó có bị vào trong video không. Ok. Tụ số 3 này. Các bạn ở đây có một lời khuyên nữa dành cho các bạn, đấy là hãy linh hoạt hơn trong cái việc đấy, là trong các cái tình huống xử lý của các bạn ấy, giống như những đám mây ấy, và các bạn hoàn toàn có cái sức mạnh để mà điều khiển được tất cả mọi thứ. Nói chung là mình thấy tháng này của các bạn tốt, nó mang cái tính khởi sắc và chuyển biến rất là nhiều. Cho nên khi mà nghe cái trải bài này có thể là các bạn không ngờ tới được ấy, các bạn không tin lắm ấy, vì thời điểm hiện tại nó không có cái dấu hiệu gì của cái việc là nó sẽ bẻ lái ở đây cả. Nhưng mà ok, hãy đón nhận nó một cách cởi mở và cùng chờ xem điều gì sẽ đến với các bạn trong công việc của tháng 5 nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhấn like vào kênh của mình nhé. Bye bye!